trong đây. À, kính chào quý vị khán giả, hôm nay comment lưu lạc về quận 8 và đi khám phá chương trình quán xá Sài Gòn và cùng với bạn Mary với lại bạn Hoàng Anh. Coi như là sáng chủ nhật là mấy thầy trò tranh thủ vừa đi bán nước mắm vừa đi kiếm hàng quán Sài Gòn nào vui vui để mà quay giới thiệu quý vị khán giả. Chắc là hôm trước bà con mình có xem cái một cái post của mình trên Facebook đó, là mình có nói về cái quán này. Và cái quán này là quán cơm Thành Tài ở số 849 đường 849 đường Hưng Phú, quận 8. Có gì ẩm nước. Đó thì cái quán này là cái quán mà có thể nói một trong những quán mà khá lâu đời ở tại đây, và cái quán này bán đồ ăn rất là ngon. Hôm bữa mình vô mình nhìn hình mình chịu không nổi mà bận quá không có thời gian, cho nên là hôm nay mình tranh thủ đi vào nước mắm ở khu vực quận 8 này là quay trở lại luôn. Rồi chiêu đãi luôn hai đứa nhỏ, Hoàng Anh và Miri. Nào mời bà con bác cô cùng tham quan đó. Đó nhìn cái xe quá trời luôn. Nhưng mà chưa đâu nha, đó là chỉ mới bên ngoài thôi nha. Đó. Cực kỳ hấp dẫn luôn. Đó, toàn là những món mình yêu thích. Thịt kho hột vịt. Rồi. À cái này là thịt kho là hột vịt này mới nè. Hôm bữa mình thấy cái hột vịt là coi như là nó thấm vô luôn, nó rất là ngon luôn. Rồi có tất cả các loại cá, các loại cá hú kho nè, rồi cá ngừ kho thơm. Oh wow, cực kỳ thích cái món. Nó còn miếng có cả heo quay nữa. Cơm bình dân Thành Tài ở đây là có thể đã có lên foodie rồi, có lên rất là nhiều cái nữa ha. Chưa hết đâu nha, vô trong nhìn còn mê nữa. Đây cá này, cá canh này, cá canh đó, cá canh cá hú. Ôi ôi quá đã. Ủa cái này gì ta, giống mắm kho đúng rồi. Trời ơi mắm kho luôn. Wow, mắm kho miền Tây. Mắm kho miền Tây có cái muỗng luôn. Lấy này được không? Rồi đây mắm kho miền Tây. Rồi lát mình làm một chén nha. Mình làm một tô ăn chung nha. Không biết hai nhỏ kia nó biết ăn không nha. Mắm kho miền Tây. Đừng nói tại sao. Trời ơi xỉu chưa. Ôi hấp dẫn quá. Đó, miền Tây quê tôi. Đấy, rồi chưa đo đó, nãy khúc trên rồi, vô khúc này rồi nhìn còn ngọt nữa. Đó, sườn nướng. Dạ hôm nay làm, ủa sao chủ nhật làm ít ta chủ nhật? Trời ơi, à chủ nhật khách trong phòng không có. Ồ. Hóa ra là vậy. Rồi. Đó bây giờ hả? Ừ này là vịt quay nè. Vui vui lắm. Có cá dưa hồng. Rồi măng kho nữa, măng xào. Trời ơi. Đó, măng xào. Đó, măng xào tiền. Ừ, thịt luộc mắm tôm luôn. Ủa giờ không biết lựa. Quá trời món ngon, biết lựa món nào luôn nè. Trời ơi. Thiệt sự là không biết lựa món nào luôn, món nào nhìn cũng ngon hết. Quá màng luôn. Đó. Đây nè, có cái đầu cá này mới. Đó, đầu cá lóc. Trời ơi, đầu cá kho. Chết 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 xỉu. Rồi thôi cho em cái đầu cá đó luôn đi. Trời ơi, làm cái đầu cá luôn. Rồi cho em cái đầu cá luôn với cho em măng xào nè. Rồi. Rồi. Còn gì nữa ta, không biết 22 đứa kia ăn cái gì luôn á. Cho em dĩa quýt xào giá hẹ. Nó ăn đúng bài không đó. Rồi. Dạ em ngoan cái kia rồi, ok. Ôi ở quán mình ra ngoài nhìn nó đã chưa. Quay bà này chút chiếu. Thôi lâu. Dạ đây người ta mua đi rất là đông luôn. Bình thường mà khách văn phòng là đông nghẹt luôn. Bán hộp cơm này đi chị. Hộp nào anh khóa lấu không? Với hai món iPhone còn gì nữa ta, kiếm gì nữa. À, cho em tô mắm luôn, mắm kho. Đó.
Để khoan đừng làm tôi, để làm trong cái nồi nha. Trời ơi, okay. Có pha lấu được bập bập trời, bà con mua pha lấu quá trời luôn. Đó. Đó, ai các tín đồ phá lấu với thú linh nè. Đó, xỉu. Đó, tiếp luôn kìa. Đó, đó. Bọc bọc bọc. Bốc khói, bốc khói. Tất cả đều nóng hổi nha. Đó, sơ chế trước nhưng mà khi làm là làm tới đâu nấu tới đó cho nên rất là nóng, rất là ngon. Mày kêu bà Năm lên coi, tao làm tụt lông đồ chứ mà mấy nè. Rồi còn canh chua, có canh chua gì ta? Có canh chua cá hú. Thôi em canh chua cá hú đi. Rồi cho em cái canh chua cá hú nữa đủ rồi. Ồ cái món gì độc vậy? Ủa? Ồ. Cái mắm bỏ vô cái đó hả ta? Mắm bỏ vô cái này hả Phi? Phi lấy tiền con. À. Nàng với rau sống hết sảy nè. Rồi đó. Còn mắm kho về không cân hay. Chết cha sắp hết mắm kho rồi tôi à, chết tôi rồi. Nhớ chừa cho em nha, nhớ chừa cho em một số mắm kho nha, ngon quá. Mắm kho miền Tây. Cho một hộp cơm cá lóc kho về. Ôi ơi. Ký tế. Mắm kho về ở đây rồi, một mắm kho về ở đây, một mắm kho về rồi. Thịnh ơi, Thịnh, cho một hộp cơm cá lóc kho về. Rồi bây giờ thôi mình ra ngoài bàn mình ngồi nha. Rồi chút xíu nữa là đồ ăn ra là mình sẽ ăn cùng với mấy với lại Hoàng Anh với Miri để giới thiệu coi nữa. Review chút xíu bà con bác xem nha. Vui quá, động vui quá. Tèo tèo tèo. Tưng bừng. Không, bình thường là văn phòng là mấy bữa nghe. Đây, đầu cá lóc, đầu cá lóc. Ôi trời ơi, giữ lâu lâu chút nha. Không, ôi, đầu cá lóc. Đây nè. Đây, đây, đây là dân quận 8 chính gốc. Rồi, được rồi, được rồi. Ok, rồi cơm. Không ạ, không dám cân nhưng mà không ăn nổi. Mới ăn sáng mới làm tu tiêu quá. Mới ăn đồ ăn. Rồi. Rồi vô thử thử nè, cho cái đầu cá ngon lắm. Ăn đồ ăn cũng được mà, cái gì đâu. Hồi nãy nó sùng sùng. Giá sào. Giá sào quyết. Giá sào quyết đỉnh chứ. Đó, canh chua luôn. Dạ. Trời ơi, mọi thứ nóng hổi luôn. Đây đi. Mình sẽ giới thiệu cho bà con đó, cái tô canh chua miền Tây. Rồi, cá đâu, đó, ôi, dĩa nước mắm bỏ ra nữa. Đây, à, dĩa không, dĩa không đựng cá hả? Đây, dĩa không bỏ đựng cá luôn, trên cái muỗng nhớ nha mình. Hoàng Anh sáng ăn ăn nhiều quá, mắm kho luôn. Thấy không, thấy người ta đãi không, ai em ai như em đãi anh cái gì ở bên đây anh chịu đãi đó. Đây tính tiền rồi với trong tính tiền rồi em bạn người ta còn có dĩa cơm tấm như đãi tô bún bầu Huế mình còn than ơi là than luôn. Còn quá mắm kho kìa, mắm kho miền, mắm kho miền Tây lại thấy làm ngon quá rồi. Cái đó chấm với lại mắm kho rau sống rồi. Đây mình chuyển qua đây. Tự nhiên ta đang review cái nó nhức cái nắp. Thiệt tình. Đây chuyển cái này qua nè. Đó. Nóng không? Không nóng. Không 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 nóng, không nóng. Rồi qua đây. Đấy. Ok. Cẩn thận nha. Rồi lấy cái đó chấm.
Đó, Hoàng Anh review món đó đi, món đó hơi bị độc đấy. Dạ. Rồi, cái này của anh nè. Cái gì vậy? Nè, thử cái mắm kho chấm rau sống như kìa. Chấm thẳng rau sống vô chổng luôn, không sao hết. Ai nói mình mất vệ sinh, dễ bệnh hoạn gì mình chơi hết. Trời trời, hồi xưa ông bà mình gia đình, cả gia đình ăn ăn đũa chung rồi có sao đâu. Cho anh thêm cái chén nữa đi anh. Cho em cái chén không á. Cho cái chén không. Để em thử cái món này coi ngon quá. Rồi đó, múc cho anh đi. Nhìn chịu không nổi luôn, đứng luôn. Em múc cái nước á, lát em múc cái nước xong em trùng. Đó. Đúng rồi. Đó, từ từ mới đi làm gì. Rồi ok đó. Nhớ cho anh cục thịt nạc nha. Ôi có cá dưới nữa. Ồ có nguyên khứa cá lóc ở dưới nữa kìa. Đó, anh không mở đâu. Cho anh thịt nạc thôi. Rồi ok. Rồi. Rồi ok ok ok. Rồi, ở dưới có miếng cá nữa. Sẵn anh miếng cá đó luôn. Dạ, cái miếng mỡ này rồi. Cho miếng mỡ cá đó luôn đi rồi. Rồi, đúng rồi. Rồi, ok. Trời ít rồi. Rồi anh cứu em. Anh còn nguyên ở bên đây nữa. Bên đây nè, cùng đây đây cùng này nè. Trời ơi, nó giành giật nhau lẫn nhau rồi. Quá đỉnh. Ngon lắm, ngon lắm. Ồ. Nóng quá, hơi gấp. Cà muốn nước là dặn chanh nữa hả? Dặn chanh bỏ ớt vô dầm chấm ngon. Cà đúng rồi. Nặn chanh, nặn chanh. Dạ, dạ cho em miếng chanh nữa chị, mấy miếng chanh. Thì bỏ ớt vô đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, đúng bài rồi. Mới đi rành dữ rồi trời. Nè. Ở nhà má nấu. À, nhà má nấu hả? Đó, cái này thêm miếng chanh nữa. Quậy lên thử coi. Cỡ này là ăn xỉu rồi. Đúng kiểu miền Tây. Nè, lấy cái này chấm nè Hoàng nữa, chấm vô. Đó. Không cần ăn cơm chứ ăn rau chấm mắm. Đúng rồi. Rau rất là tươi. Tươi xanh. Ủa ăn giấy rồi, ăn nữa. Rồi đây. Ăn theo con. Ăn có ngon không? Đâu ăn được không? Có ăn được. Trời ơi, cái món này nhỏ này nó chỉ thêm nè. Thêm chanh với ớt dạ, vậy tuyệt vời. Biết sao biết của quán con là nhờ gì không? Nhờ này. Trời ơi. Trời ơi, quảng cáo giùm luôn nè. Nước mắm. Nước mắm con Colombia luôn dạ. Dạ cảm ơn chị. Dạ dạ. Em cảm ơn chị yêu dấu trời ơi. Bất ngờ bất ngờ. Dễ thương vô cùng. Còn ngon quá. Cái rau sống trời ơi, xanh lè luôn. À có bông súng nữa nè, trời ơi chấm luôn. Nói chứ đúng, ăn rau với này không ngon lắm mà. Cái vị đắng đắng của rau đắng không? Cái giòn giòn của ông súng à. Nó hòa với cái đậm đà của mắm. Thêm chút chua chua, ngọt ngọt cay cay, theo công thức của Miri nữa. Quá là đỉnh luôn. Mấy người Hoa hả? Mấy người Việt vậy? Cái này của người Việt. Ngon quá. Quên ăn cơm luôn. Trời. Ngon lắm bà con quá ơi. Chuyển khoản cho nó cho. Rồi, mới thấy mặt nó hơi vui á. Húp cái nước này mới đã.
Ôi cái món mắm đỉnh quá, thiệt luôn. Bỏ miếng cơm trắng vô nè. Bỏ miếng cơm trắng vô ăn, nó mắm nó không có bị mặn, nó không có quá mặn, ăn rất ngon. Tính là không ăn nữa đâu. Trời sáng quá nó. Chưa bây giờ không cử lại được. Các cái món xào này cũng rất là ok. Đó, măng xào. Mà măng xào nên chấm nước mắm mặn. Chấm miếng nước mắm mặn này nọ sẽ rất khác luôn. Có những món ăn rất là đơn giản nhưng mà nó cực kỳ ngon nhiều khi mình không để ý. Ví dụ như món này cũng vậy nè, quyết xào giá hẹ nha. Món này như của người Nam luôn ha. Đây, chế nước mắm nè. Bà chủ dễ thương quá, mang hai can nước mắm mình ra giới thiệu luôn. Mắm hai đồ đẹp. Tới hàng quán bây giờ đang xài nước mắm này rất là nhiều luôn bà con cô bác. Bà con bác nào bán hàng quán mà có xem cái clip này cứ liên hệ với bạn Hoàng Anh nha. Hotline 1800 2345 08. Quá đẹp. Mình cần phải thử cái lóc này. Dạ, anh ăn cái này trước đi không rồi có rồi. Cái thịt nó trắng. Ồ, nó trắng tươi luôn. Ôi. Đó, Việt Nam mình đó, bạn thấy không? Nhiều loại, rất là nhiều loại ngon. Cớ gì mình lại cứ phải đi tìm những cái món ở nước ngoài. Ăn cái ruột cũng đây kìa. Dạ, nãy giờ em cũng hơi me á. Có gia đình nào mình thích ăn ruột cá với em không ạ? Không biết ăn mà sao thấy ai cũng dành cái ruột không hiểu luôn á. Rất ngon anh ơi. Hả? Rất ngon. Thật là thiệt thòi chứ ai không biết ăn ruột cá hả? Người đi biết ăn không? Dạ biết. Sao có muốn xe không? Ăn à? Trời ơi, biết không mời. Mời lơi chi mà để ăn ạ à, trời. Nè, cho cái bao tử nè. Trời ơi. Trời ơi, cái ruột cá rất ngon, rất béo. Mặc dù quay nghiêng nhưng mà cái miệng Mary cũng rất là ổn. Ngon nha. Ngon béo. Mê nó đã né qua đây rồi mà Trung nó còn ráng nó quay rồi đó. Mê đi mới nhỏ răng khôn rồi vẫn ăn như thường. Chứng tỏ ok. Mỗi chứng tỏ là rất khôn. Nhỏ răng khôn là tại vì quá khôn. Thôi mình chỉ ăn mấy cái đạm bạc này thôi. Trời ơi cái má nó nè. Cá lóc cũng thường nó ra nhiều khi không đúng loại nó hay bị bở. Nhưng mà cái cá lóc này không có bở. Là kho rất là vừa ăn. Đây, phải múc cái nước kho này nè. Bá đạo nè. Ủa này gì ta? Giống gà quá ha. Gà. Đúng không? Đúng rồi, chắc cá kho gà. Ủa này cái gì em?
Dạ. Cái má con cá. À cái má con cá, cá con gà. Nhớ rồi. Cái này ngon lắm nè, thôi tôi vớt liền luôn. Thôi cái này để lại còn cho Trung quay phim đi, không lát Trung nó quýnh rồi đó. Ok rồi, vô luôn. Trời cái má của con cá mà nãy nó giống như con giống thịt gà thiệt chứ. Giống gà con gà. Đây ngon. Gà trứng đừng quên. Nói vậy chứ giao lộn mẹ à. Tấm thử cái rau nước kho, cá kho ngon ghê hồn. Không nói thiệt, ăn thử. Nước kho rất là đặc biệt. Chấm rau thôi. Ăn gói ghém mới không lấy chồng được đó. Đừng mà. Trung nó cười. Cái má con cá mà thành cái thành con gà. Chuyện có thiệt luôn. Thôi mà mình canh cái muỗng mới đi, muỗng mới em múc ra múc canh. Để mình lấy được chồng. Rồi bây giờ thử cái canh chua nha. Đó. Ủa canh chua là kết thúc video này được rồi. Đó. Anh chế thêm muỗng nước mắm này, mặc dù là nước mắm 2 độ thôi nhưng mà thiệt sự luôn với bà con là đó. Thử. Ồ ơi. Không cần thêm nước mắm đâu ạ. À. Nó đã vừa thẳng rồi. Là thêm chút nước mắm, nước chấm thì nó càng thơm. Quá đã, quá đã. Ngon chưa? Nhưng mà nhìn tô canh cũng ngon. Múc miếng thử. Nãy anh lỡ tay anh thêm nước mắm rồi. Em đừng thêm nước mắm. Nhưng mà nó có ngọt nha. Độ chua độ ngọt là vừa luôn á, không có. Ngon ngon. Ăn xong quên địa chỉ luôn. Quán cơm Thành Tài, số 849, đường Hưng Phú. Ở đây phường mấy vậy anh? Phường 10. Dạ, đường Hưng Phú, phường 10, quận 8. 849 Hưng Phú, phường 10, quận 8. Quán cơm Thành Tài, quán cơm bình dân. Siêu ngon. Siêu vui là có rất nhiều món mà chúng ta không thể nào quên. Những món miền Tây, một món mắm, rồi đầu cá kho, canh chua, rau đắng, măng xào, rồi huyết xào giá hẹ, và còn rất nhiều món nữa. Rồi xin chào tạm biệt. Hôm nay là mấy thầy trò đi bán nước mắm cho nên là Coleman chiêu đãi hai đứa nhỏ, nhưng mà tính mình á, mình chơi sộp lắm, ăn uống nó phải vậy đó. Nó khác với mình đi bán cho Hoàng Anh, Hoàng Anh này nó cho mình tô bún là đủ rồi. Mang tiếng cho đời. Rồi để đặt hàng nước mắm nước sĩ sao? Muốn đặt hàng. Đặt hàng nước mắm sĩ hay gọi em 1800
23 45 08. Bà có hàng quán nhớ liên hệ nha. Dạ. Chính sách cực kỳ tốt luôn nha bà con nha. Nước mắm can, nước mắm can, nước tương can, rồi sắp tới các sản phẩm mà tương ớt, tương đen rồi để cho hàng quán mình bán giá bình dân. Rồi bà con cô bác đồng hành cùng Colomen nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Cảm ơn chủ quán đã cho một bữa ăn trưa trên cả tuyệt vời. Chết, hút chua, ngon quá.